Trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đến với chương trình Trò chuyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ từ 22 giờ đến 23 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phương Huyền xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả đã luôn quan tâm lắng nghe chương trình, và cảm ơn chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đồng hành cùng chương trình. Vâng, thưa quý vị, để liên lạc với Trò chuyện đêm khuya, quý vị hãy gọi đến số điện thoại 08 39 101 101 từ lúc 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Với những trường hợp thính giả được lên sóng thì chúng tôi sẽ kết nối lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Và quý vị cũng có thể đón nghe lại chương trình trên trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với vị thính giả đầu tiên của tối hôm nay. Alo. Hello. Dạ, xin chào chị. Dạ. Dạ, chị đang gọi tới từ đâu chị ha? Chị đang gọi tới từ Long An em. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu câu chuyện luôn nha chị. Dạ. Dạ. Mình đang gặp vấn đề gì ạ? Sự việc như vậy nè em. Dạ. Hồi lúc mà chồng chị cách nay 35 năm làm ở bên Châu Thành á, dạ, là có cặp một người đó ở có một đứa, có một thằng con trai. Dạ. Rồi chồng chị khi mà sanh đứa đó ra đó là chồng chị cũng có tới lui một hai lần. Rồi sau này chồng chị về bên đây mới đi cưới chị. Rồi bây giờ là trong thời gian này khoảng 35 năm nay là bây giờ ảnh tìm được cái người con trai đó, ảnh ảnh muốn trở lại, ảnh nhìn con mà cái người mà má của cái thằng đó đó, yeah, thằng đó này 35 tuổi rồi, có hai đứa con rồi, yeah, má của cái thằng con trai của ổng đó là giờ chưa có lập gia đình, còn ở vậy. Nhưng mà chị thấy chị rất là bất an, chị không biết chia sẻ với ai hết, chị mới gọi lên cô Mai thì nhờ tư vấn giùm chị. Dạ. À, dạ, chị cho Phương Huyền hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị ha? Chị năm nay là 55 tuổi rồi, dạ. Ông xã chị 58 rồi. Dạ. Chị đang làm công việc gì ạ? Chị ở nhà mần ruộng, tôi không có làm gì hết em. Anh còn đi làm không chị ạ? Ông chồng chị cũng mần ruộng luôn. Dạ. Rồi, chị được mấy đứa con ha chị ha? Mấy người con ạ? Chị được hai đứa con gái không à. Dạ, đã có gia đình chưa chị ạ? Chưa. À, dạ, bây giờ đang đi làm hết rồi. Dạ. Dạ. Là công việc của hai người con của chị thế nào? À, một đứa con gái lớn của chị thì đang làm ở thành phố, làm bên tổng đài Viettel á. Dạ. Còn một đứa nhỏ thì làm bên răng mà bên Tân Phú á. Dạ. Đó là công việc ổn định. À, bố mẹ thì ở nhà làm ruộng, cũng nói chung là về kinh tế thì mọi thứ ổn định đúng không chị? À. Dạ. Đó là cái thời gian mà anh tìm ra được con trai của mình là bao nhiêu lâu rồi nè? Cách này chừng hôm tháng 4 rồi. Dạ. Tháng tư tây thế này ạ. Dạ. Thì anh nói với chị như thế nào chị? Anh nói là ông nói với chị là bây giờ là có cái người mà có ở bên Châu Thành là có chồng gì đây, biết chỗ ở của cái người bồ của ông rồi đó. Dạ. Là giờ là con trai ổng là có hai đứa con, một đứa con gái, một đứa con trai. Yeah. Thằng con trai của ổng á, yeah, là có vợ rồi. Yeah. Đó, bây giờ là ổng nói với chị là ổng muốn trở lại nhìn cái thằng đó. Yeah. Đặng biết ông biết bà, biết cha biết ông biết bà, yeah, vậy đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà chị thấy bất an chỉ vì là cái người kia không có gia đình đúng không? Chưa có không gia đình. Không có gia đình, yeah, ở vậy đó. Dạ. Yeah. Ở chung với con không hay là ở một mình ạ? Ở chung với cái thằng đó, yeah, ở chung với con ạ. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ thì sự việc nó khá là rõ rồi chị ha. Dạ, rất là cảm ơn chị đã gọi đến chương trình để chia sẻ cái câu chuyện của mình. Là chị cũng rất là tin tưởng và nghe là biết là rối từ trong cả giọng nói luôn đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ chị sẽ gặp cô Mai chị ha. Dạ. Dạ, dạ, xin mời cô ạ. Vâng, chào Phương Huyền. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô Mai. Năm nay là như vậy thì tôi phải gọi bằng em mới đúng. Xin lỗi, phải gọi bằng em mới đúng. Dạ, cô xin lỗi. cái người mà chồng em đó quen trước khi mà lấy mình á, là cái người phụ nữ đó khoảng bao nhiêu tuổi em nhỉ? Cái người đó lớn hơn ông xã con 22 tuổi. Ông xã con này 58, ông của người đó là 60. Dạ, cái cô đó là 60 tuổi rồi. Từ đó tới giờ là họ ở vậy chứ họ không có đi bước nữa đúng không ạ? Dạ, ở vậy cô Mai. Dạ. Khi mà mình cưới đến với lại ông xã em á, thì tìm hiểu được bao lâu? Em quen ở một năm. Dạ. Gần một năm thì lấy. Mà lúc đó sao không biết gì hết? Con không em không biết gì hết ấy, cô Mai. Dạ. Rồi sao mai mối hay sao? Do lấy nhau do quen ở trong xóm quen thôi. Dạ. Mà lúc đó thì không biết rõ là chú đã từng quen ai, chú như thế nào, không biết gì hết. Dạ không biết. Vậy khi chú quen năm thì quen sao? Quen ví dụ như em ở xóm ngoài là ổng ở xóm trong. Dạ. Rồi đó em bán quán ngoài lộ rồi ổng qua muốn một cây ổng ngồi. Ổng ngồi rồi viết rồi cái hai đứa quen luôn. Dạ. Như vậy là không biết gì quá khứ hết. Đây cũng là một cái bài học giúp cho mọi người khi bước vào hôn nhân á. Ý tôi muốn hỏi điều đó để thấy rằng mỗi một câu chuyện của chúng ta đều có một cái gì đó đáng học để mà rút ra cho mỗi người một cái bài học riêng đó mà. Thế thì quen nhau, ở sát với nhau, gần nhau như thế mà cũng không biết gì về quá khứ. Và như vậy rồi khi mà lập gia đình đó thì đến nay thì em cưới được bao nhiêu năm rồi? Em sống với ảnh, với ổng đó là nay là 28 năm. Mà ổng ở với cái người đó là có con là nay là thằng con trai ổng là 35 tuổi. Dạ vâng. Thế cháu gái đầu là 20 mấy? Nhỏ gái đầu 28 tuổi. Dạ. Còn cháu gái thứ hai? Cháu gái thứ hai là nay nó 22 tuổi cô Mai. Dạ. Cháu tôi hỏi thăm là cháu đầu đã lập gia đình chưa? Chưa cô Mai. Cháu chưa lập gia đình. Cháu còn một cháu đang làm, một cháu đi học ha. Rồi. Dạ. Em có thấy rằng bắt đầu từ tháng 4 này đó thì biết là chú báo tin là tìm thấy con trai. Thế quan niệm của em về cái việc mà bây giờ mình sanh hai con gái rồi chú ấy tìm thấy con trai, chứ nếu như lại là cô con gái thì liệu chú có muốn nhận con không? Theo em nghĩ là ổng không muốn nhận đâu, bởi vì giờ ổng không có con trai, ổng mong mỏi con trai. Dạ. Đấy là cái mà mình không thể là làm cái gì khác hơn được đúng không? Cái thứ nhất là mình sanh hai cháu gái ngoan ngoãn đàng hoàng, nhưng mà chưa có con trai. Thì bây giờ đó là thực ra đó, sau bao nhiêu chục năm rồi thì không biết là ông đã từng biết là mình có con trai hay con gái, nhưng mà suốt mấy chục năm không có nghĩ gì tới cái chuyện này đúng không ạ? Dạ. Và mới từ tháng 4 tới bây giờ mới khởi phát nên là đi tìm con trai. Yeah. Làm cho em lo ngại đúng không? Thế theo bản thân em, nếu em cũng là một người mẹ thì cái cháu trai nó có tội gì không? Em nghĩ là cái thằng nó chắc không có tội gì, nhưng mà theo em á, thì em sẽ cho ổng nhìn, nhưng mà dưới điều kiện là cái bà nó phải có chồng. Yeah. Có chồng rồi, hoặc là bà chết em mới cho nhìn. Em sẽ rất là bất an. Dạ. Bây giờ nó như thế này, tức là em thừa nhận một điều rằng là cái việc cháu trai nó không có tội đúng không ạ? Đó, mà cái quan trọng ở đây á, là cha con thì mình không thể nào cấm được. Dạ. Về mặt đạo lý đó là mình không cấm được đúng không ạ? Dạ. Đó. Và nữa thì cái chuyện này nó xảy ra trước khi em lập gia đình. Dạ. Chứ không phải là sau khi người ta lấy em rồi người ta mới có. Dạ. Cho nên em không muốn thì sự thật nó cũng vẫn hiển nhiên như thế. Bây giờ em nói cô Mai nghe vậy nè. Dạ. Bây giờ em nói ổng bây giờ nếu ổng nhìn cái đứa con rơi của ổng á thì ổng dứt khoát với em. Nó dứt khoát với em là em sẽ chia tay ổng. Ổng nói với em là ổng chấp nhận đi về với em để nhìn con rơi ổng. Dạ. Ổng nói vậy đó. Dạ. Em thế thì hai cháu sao? Hai cháu gái sao? Cái con nhỏ lớn thì mới đầu nó không chịu, sau này cái nó nói, ổng nói bây giờ ba không có qua bên đó, mà giờ nếu mà cái thằng anh của con qua đây nhìn ba nói sao ba không nhìn đó. À. Thì cháu đã đi gặp ba cháu chưa? Chưa. Cái thằng đó giờ nó chưa có qua đây. Dạ. Đây mới là giả thiết thôi, Chứ còn thực tế thì chồng em cũng nói với em rằng để cho chồng em được nhìn cháu trai, đúng không? Nhìn con. Dạ. Rồi. Còn em á thì sở dĩ em không đồng ý là vì cái người phụ nữ đó người ta chưa có lập gia đình. Dạ. Cho nên em bất an. Dạ. Đây, ta đang bàn với nhau cái chuyện cái nào nó ra cái đó. Tức là dạ. đối với cháu trai nó không có lỗi gì cả, đúng không ạ? Dạ. Và cái quan trọng ở đây mình cũng có phần lỗi chứ. Lúc mình lấy chồng mình không tìm hiểu. Em không hiểu, không biết luôn cái chuyện mà em sanh con nhỏ đầu. Em sanh nhỏ đầu là nó đi lẩm đẩm rồi. Ổng có nói trước ngày với em nói là hồi đó ổng có ở một người đó bên Châu Thành có đứa con trai. Rồi em cũng nghĩ là trai gái thôi, đâu có nghĩ gì giờ nữa, nó như vậy. Dạ. Đấy cho nên là trước lúc cưới là em không tìm hiểu kỹ, đúng không? Khi em sanh con rồi thì chồng em cũng có nói chứ đâu phải là chồng em giấu. Có vấn đề là người ta không có liên lạc với nhau. Cho tới bây giờ thì ai cũng lớn tuổi hết rồi. Dạ. Đúng không ạ? Đó. Và chồng em nói là sẽ nhìn nhận cháu. Thế thì cái việc là ta tách ra hai việc ha. Nhận con thì mình không thể có ý kiến gì được, vì người ta lấy nhau trước khi mà người ta cưới mình chính thức. Mình không có quyền trách người ta. Bây giờ vấn đề bất an ở đây nè. Trở lại ta tách ra cái chuyện đó thì em không nên trách cháu trai, đúng không? Ví dụ như là cháu nó có về nó chào thì cái chuyện đó đương nhiên là mình phải không có gì để ghét cháu cả. Nhưng riêng về vấn đề mà em bất an ở đây nè, cái chuyện này là chuyện tách xa nè, là người phụ nữ này chưa chồng. Và em có thấy rằng là chính cái thái độ của mình á làm cho chồng mình nói rằng nếu cần á thì họ sẽ ly hôn để họ về họ nhận con họ. Như vậy em nhập chung hai chuyện lại thì nó thành rối, đúng không? Cái chuyện cha con nhận nhau không có cấm. Bố cứ ở nhà, con cứ việc tới, đúng không ạ? Không có vấn đề gì. Nhưng ở đây thì con hai cái chuyện đó em nhập lại. Nên cuối cùng chồng em nói là nếu cần thì ly hôn. Có phải là mình làm khó mình không? Chứ bây giờ em nói thì với cô Mai là em không có sống nổi cảnh này. Em rất là đau, ổng coi rất em rất là tầm thường. Không, tôi đang nói với em là cái cách đặt vấn đề của mình làm cho người ta cảm giác là người ta không thể chấp nhận, đúng không? Dạ. Chứ còn nhận con là nhận con, còn cái chuyện nhận cái người phụ nữ đó hay không lại là vấn đề. Và tự nhiên mình nhập chung lại thì nó thành ra một chuyện. Và từ một chuyện đó cho nên em cảm giác em khó chịu. Đúng chưa? Mà suy cho cùng ra đó là em là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng mà cách cư xử của mình không khéo thì khiến cho cái người chồng chính thức của mình lại đâm ra bảo hóa ra là cái người phụ nữ kia hay hơn. Chứ còn thực tế thì em thấy không? Em mất tự tin nè. Em mới có 55 tuổi à, mà người phụ nữ kia họ 60 tuổi rồi. Thì xin hỏi em là bây giờ nếu như á bình thường đó mà em tự tin vào bản thân mình, thứ nhất là mình trẻ hơn nè. Đẹp hay xấu thì tôi không nhìn thấy em, tôi không dám nói, nhưng mà rõ ràng em trẻ hơn 5 tuổi. Dạ. Đúng không ạ? Rồi cái nếp ăn nếp ở từ xưa đến giờ, hai vợ chồng em sống với nhau 28 năm đó, thì chồng em có trách nhiệm không? Có đàng hoàng không? Có trách nhiệm, nhưng mà hồi đó ông làm chủ tịch xã là ổng người này người kia lắm thôi. Dạ. Tức là cũng vẫn có cái trăng hoa nhưng mà vẫn không bỏ vợ con, đúng không ạ? Dạ. Dạ. Vì vậy cho nên á là dẫu sao chăng nữa thì cho tới bây giờ cuộc hôn nhân này nó cũng kéo dài tới lúc này. Và người ta không hề nói là người ta bỏ em, đúng không? Dạ. Chỉ nói là để người ta nhận con thôi. Thế rồi em tự em tự em nhát em là có người phụ nữ kia chưa chồng cho nên sợ quá. Mà ông mà đi qua ông thăm con ông này kia thì sẽ thành chung sống cái này kia vân vân. Đó là em tự nghĩ ra chứ thực tế nó đã xảy ra đâu. Nếu như bây giờ đó thì em thấy không? Em nếu em thực sự đó em tự tin vào cái vị trí của mình, tự tin vào cái nếp ăn nếp ở của mình, tự tin vào cái tuổi trẻ của mình á, thì em sẽ một cách rất là đàng hoàng. Nếu mà con nó về đây thăm thì đó là máu mủ anh em gặp gỡ nhau, không sao cả. Con anh như con tôi, bởi vì thực ra đó tôi không biết chuyện này, đúng không nào? Vậy thì về bên này cứ việc vui vẻ cho con cho cháu. Mình nhận con thì mình có thêm đứa con mà ông nể phục mình. Thứ hai, em bình tĩnh đi ha, đừng có nôn nóng. Nôn nóng không làm được cái gì hết á. Nếu em nôn nóng mà em giải quyết được việc thì hôm nay đã không gọi cho chương trình, đúng không? Cho nên á, em sẽ nói với chồng em là cái việc của người lớn, trẻ con không có tội gì hết. Cho nên bây giờ đó là anh em nó gặp nhau nè, có phải mình có thêm cháu có thêm con không? Mà như vậy là con riêng nó cũng nể trọng mình, mà con chung của mình nó cũng thấy mình đàng hoàng và ông nó cũng nể em nữa. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà được như vậy rồi thì bắt đầu mới có cái việc thứ hai là đằng nào rồi cũng đi qua đi lại thăm nhau. Vậy thì nếu muốn đi đó thì hai vợ chồng cùng đi. Con hiểu không? À, em hiểu không? Tức là em sẽ đặt một cái trường hợp mà chồng em không thể nào là nói thôi tôi đi thăm, bà đừng có đi. Bây giờ thì vợ chồng cũng rảnh rỗi rồi, em có làm gì nữa không? Tuổi này có làm không? Dạ. Có còn làm không? Dạ. Em với ông xã em nó còn làm ruộng không? Dạ còn. Còn làm mà làm nhiều hay ít? Làm có mẫu mà của Mai. À, rồi. Như vậy thì tôi đang nói rằng cái cách ứng xử của mình á, đàng hoàng như vậy mà chồng em nói là không được. À, tôi đi thăm mình, tôi thích ở bên đó ở, tôi thích về đây về, thì đó là chồng em sai. Yeah. Nếu như mà em bình tĩnh để mà em giúp chồng em vừa nhận được con, vừa có gia đình đàng hoàng tử tế, thì chồng em làm sao nghĩ xin nghĩ sẹo được. Mà cô Mai ơi, bây giờ đó là ổng cho cái thằng cháu, ổng kêu bằng cậu qua bển cho số điện thoại, đặng này cái thằng nó liên lạc lại, mà cái thằng đó nó không liên lạc lại ổng. À, bển ta nói là nếu 35 năm bỏ người ta, mà giờ nhìn là người ta lấy cái trà ta đập trên đầu đó. Mà nói như vậy chứ nếu mà ổng muốn nhìn thì em không bao giờ em cấm được đó. Ở đây nó có hai vấn đề, em đừng có lấy cái chuyện này sang chuyện khác, nó không có giải quyết được. Đây là ta đang nói là cái chuyện cư xử mà em đang lo ngại đó. Em nói là sợ là con trai về nhận bố, nhận ba, xong rồi sợ ba thì đi sang bên đó. Thì cô đang gợi ý để cho em suy nghĩ, để em biết cái vị thế của em ứng xử cho nó đàng hoàng. Ý thứ nhất. Còn ý thứ hai đó, em vừa nói đó, là 35 năm nay không có nuôi nấng, không có gì hết, tự nhiên bây giờ đòi nhận thì liệu người ta có cho nhận hay không, đó cũng là một vấn đề. Chuyện nó chưa có gì hết mà tự em vẽ ra rồi tự em nhát em thôi, có đúng không? Chuyện chưa xảy ra mà mình tự nghĩ ra là ôi trời ơi, bây giờ ông chồng mình ông ấy sẽ đi sang bên đó rồi ông như thế này, toàn là tưởng tượng thôi, thực tế nó chưa có gì hết. Và chưa chắc người ta đã cho nhận con, và thậm chí là chưa chắc là cháu trai nó đã đồng ý nó nhận. Cho nên nếu như mình cư xử mà nó không có bao dung á, thì người chồng người ta lại cũng thấy mình, người ta có lỗi nhưng mà ta vẫn thấy không có thỏa lòng, ấm ức, đúng không ạ? Vì cái cách của mình nó gọi là ai cũng cảm thấy sốc trước chuyện này, nhưng mà trong cái chuyện này thì mình cũng có lỗi là mình ở sát cạnh bên đó mà mình không biết. Mà thực ra nếu như chồng em mà nặng tình thì mấy chục năm nay thì họ đã đi nối liên lạc với nhau, nhưng mà tới bây giờ già hết rồi thì người ta mới nghĩ tới cái việc là bây giờ có con trai, đúng không ạ? Thì nhận con trai. Như em nói đó, về tình cảm thì trai hay gái gì cũng vậy, nếu lỡ mà sinh các cháu ra thì con vẫn là con thôi. Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng đây, nếu em cư xử một cách đàng hoàng, người ta gọi là chính thất đó, phải không nào? Thì em cứ nhận cháu nó về nó chào thì mình cứ nhận, mình thêm con, đúng không ạ? Thêm con thêm cháu. Nhưng mà nếu như mà đi sang thăm, nếu mà chồng em đi sang bên đó thì em chỉ đề nghị rằng là vợ chồng cùng đi thăm con thăm cháu vui vẻ vậy, đời nào ông nhắm từ khước. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, bây giờ khả năng em đặt ra đó thì là khả năng bên phía bên kia người ta cũng không chấp nhận cho nhận con nhận cháu người ta, thế thì mình lo cái gì? Bên kia không phải là gia đình của cái má của thằng nó nói vậy, mà coi như là cái người hàng xóm nói vậy đó. Thôi bây giờ rồi, tôi nói lại với em là mình hay có cái thói quen là nghe người này nghe người kia. Trước hết là hãy nghe những người trong gia đình của mình á, và nghe ngay chính bản thân mình á. Bởi vì tôi biết là em rất là buồn, rất là sốc, ai cũng vậy thôi. Tự nhiên bây giờ là mình biết, nhưng mà thực ra mình phải đặt trong cái bối cảnh là chuyện này xảy ra trước khi mà lấy em. Chứ còn nếu như mà bây giờ em phát hiện là chồng em lấy em rồi, chồng em ngoại tình đẻ con, thì lúc đó nó lại khác. Mà rồi chồng em cũng đã nói với em mấy chục năm nay chứ đâu phải bây giờ là người ta không nói. Là thực tế thì chồng em mấy chục năm nay chồng em không có quan hệ, không có liên lạc gì hết, không có liên lạc, không có qua lại. Mà em làm dữ lắm, em nói thiệt với cô Mai, cái máu ghê em dữ lắm, em đòi giết lắm em rồi. Rồi nếu mà ông mà nhìn là tôi sẽ giết ông mà tôi tự sát luôn. Rồi đó. Bây giờ em bình tĩnh, em suy nghĩ lại cái điều em nói, em thấy làm sao, nó có đúng không? Bây giờ em rối lắm, em mới điện lên nhà cô Mai. Cái đó nãy giờ đó tôi nói, có thể là em vẫn chưa nghe ra. Em vẫn chưa bình tĩnh để em thấy. Nhưng mà tôi hỏi em là em nói để mà nói thôi, chứ còn cái việc mà em lấy người ta có con trước khi mà người ta lấy mình không tìm hiểu, mình lấy xong giờ mình đòi ông mà đi nhận con thì tôi giết ông, như vậy cái câu đó ai ủng hộ em? Thì đúng rồi em là trật, nhưng mà em muốn nóng quá, em muốn nói rồi em trật. Cho nên thay vì mình làm như vậy đó, mình làm mất cái tình cảm, mất cái sự quý trọng của chồng đối với mình đi, đúng không nào? Tự nhiên mình làm xấu mình á, em đừng giận nha, cái này là mình tự làm xấu mình á. Còn nếu như mà chồng em mà lấy em rồi mà ngoại tình có con rơi á, thì trong trường hợp đó mình nói như vậy nó cũng chẳng hay gì, mặc dù người ta sai. Cho nên lời ăn tiếng nói, vợ chồng phải chọn cái lời nói như thế nào á để cho người ta vẫn thấy được cái lỗi và người ta vẫn trọng mình, chứ mình nói làm sao đó để cho người ta thấy rõ ràng mình không có làm, đúng không ạ? Dân gian nói là nói cho đã nư thôi, không có làm, nhưng mà chính lúc đó mình lại làm xấu cái hình ảnh của mình. Thì em thấy cái nào nó là lợi, cái nào nó hại thì em thấy rồi đó, đúng không ạ? Một người nào đó mà người ta nghe em nói câu này xong tôi sợ. Đúng rồi, em còn sợ mà. Em còn sợ em mà. Mình bình tĩnh cái mình nghe em, ủa mình đâu có làm vậy, sao tự nhiên mình nói kỳ vậy? Cuối cùng mình vẽ thành ra cái hình ảnh của mình nó xấu quá là xấu đi, mà thực tế mình làm vậy. Đó, em thấy không nào? Cho nên bây giờ đó tôi chỉ nói lại là khi mà em bình tâm, thậm chí em có thể nghe lại cái chương trình này để em thấy rằng là sự việc, thời điểm nó xảy ra đó và cách ứng xử của mình, để mình thấy một là mình làm mình đẹp mình hơn, con cái trọng mình, chồng cũng quý trọng mình, mà cái người phụ nữ kia người ta cũng thấy, người ta bằng ấy chục năm chơi người ta cũng đâu có treo kéo như chồng em đâu, tự nhiên chưa gì cái là em tự vẽ ra rồi tự dọa mình, nó tự nhát mình, nhưng mình sợ vậy thôi chứ ai làm gì mình đâu. Ổng nói với em vậy nè, ổng nói là giờ ổng không có qua bển là ổng xấu hổ lắm, là ổng không qua bển, ổng bây giờ tôi chết qua bển mà cái thằng nó qua đây là ổng sẽ nhìn. Nhưng mà em khó chịu quá, khó chịu đau khổ lắm. Rồi bây giờ tôi đã phân tích kỹ như vậy, và chính chồng em cũng nói là chồng em sẽ không sang, mà nếu em hay hơn nữa đó thì em sẽ nói rằng con nó sang thì cứ việc nhận cha nhận con, còn nếu muốn sang thăm con thăm cháu thì tôi với ông cùng đi, thì có phải là hay không nào? Nó đẹp biết bao nhiêu, trong khi đó mình vẽ lại cái hình ảnh của mình, kể cả mình có đúng đi chăng nữa thì mình chả đẹp đẽ tí nào. Mà chắc là mình không có chọn cái làm sao để mà tự mình, mọi người ta phê phán mình. Mình đâu có lỗi, đúng không? Cái việc mà mình giận, mình hờn, mình ghen, mình này kia đó thì không có ai nói là không đúng cả. Nhưng mà cái chuyện này rõ ràng thực tế mấy chục năm người ta không liên lạc với nhau. Thứ hai cái chuyện này nó xảy ra thời điểm trước khi em lấy người ta. Nếu mà có trách á, thì trách em trước, là bởi vì trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông, không dò, không hiểu, không biết, mà tự lấy chứ đâu có ai ép đâu, ép chuyên đâu. Cho nên suy ra cho cùng đó, cái tôi của mình nó lớn quá, cái tự ái của mình nó lớn quá, và cuối cùng á thì làm cho vợ chồng mất vui. Con đâu chưa thấy, nhận đâu chưa thấy, mà thấy hai vợ chồng đã đòi chia tay rồi đó. Đó là hậu quả của cái sự mà nó thái quá, cái gì nó cũng có một cái ngưỡng của nó thôi em ha. Cái chuyện em bực bội, em khó chịu là đúng, không ai muốn chia sẻ tình cảm cả, nhưng xét về từ đầu tới cuối thì mình có lỗi. Thứ hai nữa đó là người ta xảy ra cái chuyện đó trước khi người ta lấy mình, đúng không em? Mình giận, mình tức với người ta với này kia, mà rõ ràng là mấy chục năm người ta cũng không chủ động, người ta đi tìm chồng mình, mà người ta lớn tuổi hơn mình thì đàng hoàng, đường chính. Tại sao tự nhiên mình làm điều gì kỳ quặc, người ta sẽ hiểu sai về mình, đúng không? Và chắc chắn là em không bao giờ muốn bị người khác hiểu không đúng về mình, đúng không? Nên tôi nói lại là chuyện gì trong quá khứ, mình lấy ai thì mình phải lấy quá khứ của người đó, chứ không phải chỉ lấy cái con người hiện tại đâu. Mà cái quá khứ đó thì sau khi mà em sinh cháu đó thì chồng em cũng đã nói thật với em rồi. Bây giờ vấn đề đây là huyết thống thì không thể chia cắt được, em đồng ý không nào? Còn chuyện với người phụ nữ kia đó thì em tự dọa em thôi, tự nhát em thôi, chứ chưa hề xảy ra chuyện gì. Đừng bao giờ tự mình cầm lửa mà đốt nhà mình em ha. Yeah. Nói nôm na như vậy để em hiểu. Em đang sở hữu hai cô con gái này, rất là tốt đẹp đàng hoàng, đúng không? Bọn ông chồng không có vấn đề gì. Bây giờ có thêm thì thêm thôi, mà thêm con thôi à. Chứ nếu như cách cư xử của em đẹp đẽ như vậy thì hai con gái của em ủng hộ em này, cái cháu con riêng của chồng em nó cũng nể phục em này, chồng em càng yêu quý em này, thì ai dám chia sẻ tình cảm trong gia đình em. Còn nếu em làm ngược lại thì chính em là người châm lửa đốt nhà mình, chứ không phải ai hết á nha. Thôi đừng có nóng nữa. Em cũng biết là giờ nếu mà em nhẫn nhịn em cho ông nhìn á, là ông sẽ coi trọng em, mà ông sẽ tôn trọng em lắm. Mà sao em chịu không có nổi, quá trời giờ em bất an dữ lắm. Bất an là tự em nhát em thôi, chứ chẳng ai làm gì hết. Với lại em thực sự đó, tôi đã nói thực tế của em đó, là em là vợ chính thức nè, thứ hai nữa em trẻ hơn nè, mà chồng em cũng chẳng có ý định gì hết. Nó tự nhiên cái em nhát em là em sợ, mà chưa đánh đã thua, chẳng ai làm gì mình hết. Tự nhiên mình đang yên ổn trong nhà mình, thế thì em bình tĩnh lại đi nhá. Cô đề nghị là em nên nghe lại cái chương trình của mình đi ha, bình tâm nghe lại, rủ chồng em cùng nghe nhá. Trời, nếu mà giờ mà rủ ông nghe, ông được cái nước này ông mừng lắm. Ông nghe cô đi, cô tư vấn gì vậy? Cô không hề làm gì để mà cho sai với chồng em cả, mà cũng chẳng có sai với em, cũng chẳng làm gì cho chồng em mừng. Mà lẽ phải nó là như vậy, bởi vì huyết thống là huyết thống, mình không thể nào xóa nhòa được, cũng không thể chia cắt được, trừ khi họ không nhìn nhận nhau. Chứ còn đó là một cái việc pháp luật còn cho phép, là em bộ tính thay mà pháp luật sao? Em đâu có làm sai được, đúng không? Vậy là em vô lý luôn cô Mai. Cô Mai cũng không dám làm sai pháp luật, mà em cũng không dám làm sai pháp luật, đúng không ạ? Vợ thì chỉ có một vợ thôi, và em đương nhiên pháp luật bảo vệ em. Có ai phủ nhận quyền làm vợ của em đâu, vợ hợp pháp, đúng không ạ? Nhưng mà con là huyết thống của ông, thì không thể nào nói rằng tôi cấm ông không có con rơi con đi. Đó là chuyện quá khứ trước khi lấy em. Thế bây giờ đó, nếu như mà cha con có nhận nhau là nhận về cái đạo lý, chứ cũng chẳng ai chia chác gì của em, đúng không nào? Nó cũng lớn rồi, nó có gia đình, có vợ, có con rồi. Tóm lại là đừng làm lớn chuyện, mà hãy làm cái chuyện lớn nó trở thành nhỏ. Thì như em nói một câu mà chồng em nghe, chồng em cũng mát ruột, đó là nếu như em có một ứng xử phù hợp thì chồng em càng yêu, càng quý, càng trọng em. Còn ngược lại thì tôi đã kết luận rồi, chắc là em nên nghe lại để em bình tâm hơn. Chứ không phải vì nghe chương trình này, em mời chồng em nghe chương trình này rồi chồng em làm cái điều gì đó sai trái với em. Không phải vậy đâu, đừng nghĩ như thế nhé. Tóm lại là hạnh phúc trong tay em, tùy em định đoạt thôi. Thế nào? Thôi ngủ ngon ha. Cảm ơn cô Mai nhiều. Vâng, nghe giọng nói của chị thì có lẽ là đã nhẹ nhàng đi khá nhiều sau khi mà trò chuyện với cô, đúng không ạ? Lúc đầu thì cảm giác rất là bức xúc khi mà Phương Huyền nghe nói rồi, là một là chọn con, hai là chọn em, thì thấy rằng là suy nghĩ rồi là rất là khó chịu với cái điều đó. Nhưng mà tin chắc một điều rằng những gì cô nói đó, nó vừa như cô nói đó, vừa là pháp luật, vừa là cái tình người, máu mủ ruột ra thì không thể nào mà mình ngăn cản cái chuyện đó được. Và qua những gì cô chia sẻ thì Phương Huyền hy vọng rằng là chị sẽ bình tâm lại, suy nghĩ thật kỹ, nghe lại thật kỹ để mà thấy rằng cái gì nó là quý giá và quan trọng, để mình không đưa ra những cái quyết định sai lầm trong cái cuộc hôn nhân của mình. Vâng, bây giờ thì trước khi kết nối cùng thính giả tiếp theo, chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Muốn may mắn nhiều, chọn liền 4 số, nhớ ngày sổ 357 nha. Chiều ra số mấy đây ta? Có 4 số rồi ta sẽ thêm lời. Wow. Nhớ nha, 4 số mỗi ngày, sổ 357 chỉ 10.000 đồng thôi. Sổ số tự chọn Max 4D, dễ chơi, dễ trúng mỗi ngày. Max 4D, sản phẩm mới của Vietlott. Và vừa rồi là thời gian dành cho quảng cáo, và chúng ta vẫn đang trong thời gian của chương trình Trò chuyện đêm khuya trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài, địa chỉ www.voh.com.vn, hoặc khi tải ứng dụng VH Radio về điện thoại di động hay iPad của mình, chúng ta cũng có thể nghe chương trình dù ở bất cứ nơi đâu. Quý vị có thể liên lạc với Trò chuyện đêm khuya vào lúc 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần qua số điện thoại 0839 101 101. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị. Dạ, xin chào chương trình, chào cô Mai á. Dạ. Kết nối máy lâu quá, hôm nay mới gặp được. Dạ. Chị đang gọi tới từ đâu chị ha? Ở Bình Dương á. À, ở Bình Dương. Rồi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? 63 tuổi rồi. 63 thì chắc là cho Phương Huyền gặp bằng cô ạ. Dạ. Dạ vâng, không biết là mình đang gặp vấn đề gì cô ha? Dạ. Tôi cũng muốn gặp chương trình để với cô Mai để tư vấn giùm. Dạ. Có thằng con này nó sinh năm 88 á. Dạ. Mà sao vợ con nó lâu khôi quá à. Dạ. Tôi cũng buồn. Nó quen đứa ở ngoài Tiền Giang á mà tôi cũng không có chịu, nó dắt về đây mà tôi không có chịu, rồi nó cũng lên đi xuống dưới, biết nó ở dưới rồi nó. Dạ. Ở với con nó cũng có bầu. Yeah. 3 tháng mấy rồi nó về nó bá nó trời ơi má, nói với con sao mà nay con để cho anh vậy. Yeah. Không có được, xa xui một với hai nữa, giờ nó có thành trai à, mà bên đó thành giờ ý người ta muốn bắt rễ đó mà. Yeah. Tôi không có chịu, thành ra không có chịu cho nên nó tới lui riết rồi giờ nó có bầu rồi nó về cho hai rồi tôi mới nói, tôi nói thôi giờ lỡ vậy rồi ai cũng nói chuyện ở dưới bên phía thằng gái á, thôi cũng làm đám cưới một bên đó. Rồi nó giờ cũng nói nhau hết rồi, lựa ngày để làm bên bệnh á. Rồi ở bên đó thì cái con nhỏ đó nó mới tuyên bố, nó nói giờ cưới chứ nó không có làm dâu, nó không có ở trên này, nó ở xứ nó chứ nó không ở trên này. Yeah. Cái rồi cái thằng con nó mới nói vậy thôi giờ nó không cưới, bạn đám cưới lại chứ nó không làm đám cưới. Rồi nó cũng tranh để thằng này cũng lên đi xuống, rồi xanh đẻ nó ngay ở dưới nhà Hương, ở dưới xứ nó đó. Tôi cũng có đi xuống thăm rồi cũng tiền bạc nhà Hương đầu đi về. Yeah. Rồi vậy rồi cái rồi tôi về giờ trên này rồi nó cũng tới lui thăm con, nó tới lui vậy đó. Yeah. Chứ nó còn không bỏ. Mà cách nội trong năm nay nè, nó điện về nó nói thằng này thôi giờ vậy thì không có lo gì được cho nó, thì giờ là ly hôn ra tòa. Thằng này mới nói ra tòa đang cho nó lấy chồng, thằng này mới nói không vậy cỡ ra tòa ra rồi nó mới làm cái đơn ở dưới, nó làm cái đơn nó ký, nó biểu nó gửi đưa về đây cho thằng này ký, thằng này nó mới ký để mà nó ly hôn ở dưới thôi đó, rồi mới đưa về đây mới lấy cái đơn đó đó đi ra xã này nè. Rồi nó mới ký tên lăn tay rồi vậy, rồi nó mới gửi gì dưới cho con này đưa ra tòa. Rồi giờ đưa gì dưới thì con này nó mới điện lên đây viết, nó nói giờ tòa ở dưới nó không có chịu, nó kêu thằng này phải xuống có mặt. Mà theo như tôi nghĩ á, là thấy giờ á, thì mình đơn phương cũng được, mà sao giờ đã có chữ ký ở xã đây tay đều hết. Yeah. Mà đưa giờ nó đòi vậy. Yeah. Tôi không hiểu là giờ. Yeah. Thằng này có nên xuống hay không? Dạ. Yeah, con xin lỗi cô, có nghĩa là cô đang hỏi về cái chuyện pháp luật đúng không? Dạ. Yeah. Dạ, tại vì chương trình thì không phải là chương trình tư vấn về cái vấn đề pháp luật. Nếu mà cái vấn đề của mình là mình đang băn khoăn trong cái chuyện tình cảm gia đình, cách xử lý những cái chuyện nó không có thuận ở trong nhà, hoặc là giữa con của cô với lại con dâu của cô, thì chương trình sẽ tư vấn. Còn nếu mà liên quan tới cái vấn đề pháp luật thì có lẽ là cái sự việc này thì mình cũng có nhiều cái hướng giải quyết, có những cái nơi trung tâm tư vấn và về pháp luật cô ha. Dạ. Dạ. Vậy thì giờ tôi cũng muốn tên vấn đề pháp luật thì không có bên tư vấn mình có liên quan. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi cô ạ. Hỏi vấn đề này nhờ cô Mai cũng tư vấn giùm. Nói chứ giờ có thằng con một 5 đứa con mà 4 đứa con gái, một thằng trai. Mà giờ sao tên chuyện tình cảm nó lâu khôi quá cô ơi, tôi cũng buồn. Nhưng mà nói nó thì giờ nó không có nghe cô. Giờ muốn để nói lên cho cô Mai có lời khuyên để sao tôi nói để cho nó nghe. Nó không có nghe rồi nó. Bây giờ là cô muốn nói là nó thì sao? Dạ cứ nó làm rồi bao nhiêu tiền nó xài hết. Nó đi chơi với bạn gái rồi. Rồi tôi nói tôi khổ thì có mình nó, tôi khổ mà nói khuyên không biết khuyên sao mà để cho con nó nghe. Mà nói là nó cứ làm khinh đó, mà nó cứ dẫn đi chơi, dẫn đi làm mà dẫn làm, mà nó trai á, nó dẫn trai tiền bạc á thì nó cứ chơi bạn gái hết đứa này tới đứa kia. Cô cho con hỏi một chút là cô không băn khoăn gì về chuyện cháu của cô ở dưới đó như thế nào ạ, hay sao ạ? Cô có nghĩ gì không? Đứa dâu cưới đó hả? Dạ thì con dâu của cô bây giờ vẫn là, có nghĩa là hai người đó không làm đám cưới nhưng mà vẫn đăng ký kết hôn đúng không ạ? Dạ có. Dạ. Nó đăng ký kết hôn nhưng mà dạ, không thì có chưa có ly dị đúng không? Thì vẫn là con dâu của cô đúng không ạ? Bây giờ nó về nó lén nó lấy hộ khẩu rồi nó đi kết hôn á, chứ tôi cũng không có cho. Rồi bây giờ bé được mấy tháng rồi cô ạ? Bé này 4 tuổi ạ, nó thành 5 tỷ đó. 4 tuổi rồi. Dạ, có nghĩa là không kết hôn 4 tuổi và cứ đi qua đi lại như vậy. Có kết hôn nó lén tôi nó lấy cái. Dạ không làm đám cưới thôi. Dạ. Và cũng không có sống chung mà cứ đi lên đi xuống đi qua đi lại. Dạ, không có sống chung mà cả năm nay là không có qua lại nữa. Dạ, rồi cô thì có về thăm cháu không, hay là con dâu cô có đưa cháu lên thăm cô không? Không có cô, cái hồi mà nó sanh ra được đâu 3 tháng nó có ẩm lên đây. Yeah. Rồi bắt đầu nó dụ thằng này lấy cái hậu khẩu á, tôi không có cho kết hôn. Rồi thằng này mới lấy hậu khẩu, lén lấy hậu khẩu đi ra ngoài xã kết hôn. Đó, thành ra bây giờ nó dướng trong cái giấy kết hôn đó đó. Bởi vậy nãy tôi muốn nói lên mà cô nói giờ dướng giờ. Dạ, tại vì cái vấn đề con muốn hỏi cái chuyện là về pháp luật đó, thì cái chuyện giải quyết đó nó không có khó. Có nghĩa rằng là chỉ cần hỏi ở phía bên phường, xã là họ có thể giải thích cho cô là cái thủ tục nó như thế nào. Và cái vấn đề chương trình là chương trình tư vấn về tâm lý, tình yêu hôn nhân. Và cái điều mà con thắc mắc là không biết là cô quan tâm như thế nào tới cái đứa cháu của mình, dù nếu con dâu mình không có hài lòng, không bằng lòng, nhưng mà cháu của mình lại là chuyện khác đúng không cô? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ có lẽ là cô sẽ gặp chuyên gia ha cô ha. Dạ. Con mời cô ạ, mời cô Mai ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Dạ, chào chị Mai ạ. Dạ vâng, chào chị. Tôi nãy giờ tôi nghe chị nói thì chị có than thở rằng là 5 con, 4 con gái, 1 con trai. Thế anh nhà có còn không ạ? Dạ. Ông xã chị có còn không ạ? Ông mất hồi 2005 mà chị. Dạ, vậy là anh đã mất 2005 vì bệnh hay sao ạ? Dạ, bị tai biến đó chị. Dạ. Bây giờ thì chị có còn làm công việc gì không? Dạ, giờ cũng có tuổi rồi, cũng bệnh lên bệnh xuống, giờ yếu rồi, giờ ở nhà lại hụt con không à chị ơi. Dạ, thế bây giờ là chị đang sống với ai? Sống với thằng Út đó đó, nãy giờ nói đó. Dạ, đang sống với con trai Út. Cháu trai Út đang làm công việc gì ạ? Dạ, nó hồi đó nó cho nó ăn học mà nó cũng mê chơi quá, ăn học chưa tới đâu hết đó chị. Rồi giờ nó cũng đi làm vậy đó, hiện giờ nó làm ở trong cái công ty mũ á. Dạ, làm công ty mũ. Thì thu nhập của cháu, chị có biết cháu làm được bao nhiêu tiền không? Biết chị. Dạ, nếu mà nó làm ăn sản phẩm á thì tính ra nó tháng này á là nó làm cháu bao nhiêu tháng là nó được 8 triệu mấy á, nếu mà nó làm đủ hết cũng 10 triệu á cô. Dạ, như vậy thì rõ ràng là cháu nó cũng có thu nhập ha chị ha. Rồi, cho hỏi thăm là hồi nãy chị nói chị đang ở đâu ạ? Ở Bình Dương á chị Mai. Dạ vâng. 4 cháu gái lập gia đình hết rồi phải không ạ? 4 cháu gái lập gia đình hết. Giờ có mình nó Út nó sinh năm 88 á chị Mai. Dạ. Chị hỏi rằng là cái vấn đề ly hôn nó có cần là cháu trai nó xuống dưới Tiền Giang hay không? Đúng không ạ? Bên nhà gái người ta yêu cầu như vậy đó. Thế bây giờ tôi lần lượt nói với chị vài ý như thế này để chị suy nghĩ, tại vì chị hỏi là bây giờ phải nói làm sao cho cháu trai nó nghe mình á, thì có mấy cái ý như thế này chị ạ. Cái thứ nhất là khi mà cháu có cái mối quan hệ mà bây giờ cháu nội của chị đã được 4 tuổi rồi, Thì cháu là cháu trai hay cháu gái ạ? Cháu gái thì... Dạ, cháu gái 4 tuổi. Lúc mà người ta đề nghị đó là hai cháu lấy nhau, rồi người ta cũng có cái nhã ý là muốn nói để cho cháu trai á ở dưới đó. Thì khi đó chị có nghĩ rằng là nếu như mình đồng ý ha, mình đồng ý thì biết đâu thì cháu nó lại nghe lời vợ, rồi cháu nó lại ở bên nhà vợ, rồi có khi cháu nó lại chịu thương chịu khó đi làm thì sao? Thì đó là một cái khả năng có thể xảy ra, đúng không chị? Tức là nếu như ngày đó mà mình không cấm á thì khả năng là có thể như vậy. Bởi vì suy cho cùng ra đó thì con nó sống ở đâu, nó làm như thế nào, miễn là cháu được hạnh phúc thôi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình đã làm cái việc đó nó ngưng trệ rồi, tức là không có cái chuyện nó xuống dưới đó, rồi cũng không có đám cưới. Và cái quan trọng hơn, cái mà tôi muốn chị suy nghĩ đó là các cháu nó phải lén đăng ký kết hôn với nhau. Như vậy cái thời điểm đó các chị có nghĩ là các cháu nó thực sự yêu nhau không? Dạ, để nói cô Mai nghe vậy nè. Tại vì hồi đó là mình cũng không có chịu, xa xôi quá, rồi nó cũng thương nhau, rồi nó làm vậy thì mình cũng đồng ý để làm đám cưới một bên, tại vì nó có bầu rồi đó. Mà khi nó tuyên bố lên là nó nói giờ làm cưới đám chứ nó không có ở trên này, giờ nó ở dưới á, thì có hay nó gì dưới ở chứ giờ nó không có gì trên này đó. Thằng này á là mới nói vậy thôi em không về trên này, bây giờ anh không có cưới đó, thôi giờ em ở dưới ở, thì nói vậy chứ mà nó không có bỏ, nó cũng chạy tới chạy lui, nó thăm con này tới ngày xanh. Tôi có nghe chị nói rồi, và tôi cũng xin nói ngay với chị điều này. Cái việc mà cháu làm dâu hay không làm dâu, thường thì mình cũng nghĩ là mình có một đứa con trai thì nó phải về nó làm dâu mới đúng. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này đó thì tôi xin nói ngay rằng là nếu như mình nghĩ rằng cái hạnh phúc của con mình nó quan trọng hơn thì cho dẫu sống ở đâu, thì người ta nói là dâu con rể khách mà. Nếu như con mình mà có về làm rể thì cũng là người ta trọng như là khách vậy thôi. Cho nên là nếu như cái thời nó hồi đó tôi cũng nói thôi giờ lỡ rồi, vậy nếu mà giờ dưới vậy con có thương á thì thôi con gì dưới con ở đi, má là để đây má lo, có mấy cái chị mày đây nó cũng lo cho má, thôi thì miễn là mày hạnh phúc được rồi, thôi mày cái ấy là gì dưới ở với nó đi, lo vợ chồng con cái với nhau. Rồi nó không về, nó từ biết là nó bỏ luôn, nó không có về này. Tôi nói lại một chút ha chị ha. Để sau này mình đừng có ân hận đó mà. Cái việc các cháu nó có ở được với nhau ấy mới là quan trọng. Còn chia tay lấy người khác rồi lại liệu có chắc chắn hay không? Thì bây giờ cái câu mà chị vừa than phiền đó là ham chơi, tiêu thì không có dành dụm, làm nhiêu là hết nhiêu. Mà chắc là không phải đi chơi mình, chơi phải có bạn chứ, phải có người yêu chứ. Mà hình như chị cũng có nói là con trai chị hiện nay rất là nhiều bạn gái, đúng không ạ? Cho nên từ cái việc mà bây giờ mình quy lại, mình trách cháu trai đó là ham chơi, rồi quan hệ thế này thế khác, rồi tiền bạc vân vân, thì trong quá khứ đó mình cũng cần phải nhìn lại để mình rút kinh nghiệm. Bây giờ các cháu nó vẫn chưa có chia tay, có nghĩa là cháu nó vẫn là còn là con, mặc dù chị thừa nhận hay không thừa nhận thì trước pháp luật nó vẫn là con dâu chị, và đấy là cháu nội của chị đồng ý không nào? Còn chị có thương hay chị không thương đó là chuyện của chị, bởi vì nếu chị yêu thương, chị có trách nhiệm với cháu thì sau này á cháu nó có bà nội. Còn nếu mà mình mà không có coi như là không có trách nhiệm mà cũng không có chăm sóc quan tâm gì thì cháu này lớn lên cháu nó sẽ không biết bà nội là ai. Thì đó là cái ở đời nó phải có một cái sự công bằng, cho nên là các cháu nó có thể nó chia lìa nhau nhưng mà cháu nó vẫn là cháu nội của mình. Thì cái này tôi đề nghị với chị đó là hai chuyện nó khác nhau, phải không ạ? Đó. Còn cái việc chị cấm hay chị cho hay là này kia thì bây giờ mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Tức là bây giờ các cháu nó sức mẻ, nó không có còn cái nguyên vẹn nữa. Ngay từ đầu cơ, đây tôi đang nói là muốn có cái hiện tại tốt thì mình phải biết rút kinh nghiệm từ trong quá khứ. Ý tôi muốn nói như vậy để chị thấy rằng là chị nói với tôi rằng là cháu trai nói nó không nghe, đúng không ạ? Vậy thì nó phải đến đầu đến đũa từ nhỏ tới lớn, chứ không phải là đùng một cái mình nói là cháu nghe liền đâu. Cho nên hai thế hệ mà chị nghe đài nhiều, chị thấy hai thế hệ mà đâu có dễ dàng đâu đó chị. Rồi sau này đến tuổi mà các cháu nó con lớn lên rồi đó thì chưa chắc là các cháu nó nói con nó đã nghe. Cho nên bây giờ vấn đề quan trọng ở đây đó là cái cách mình nói như thế nào mới là quan trọng chị ạ. Dạ dạ. Nói đó, cái gì đâu có... Chứ không phải mình nói cái gì đâu. Dạ. Dạ để bây giờ hiện nay đó mai có gì cũng dạ. Tôi dán dầm để mình nói sao để cho ra tin ra. Như vậy là mình điểm qua hai việc ha chị ha. Cái việc thứ nhất là các cháu nó sẽ chia tay với nhau hay là sẽ nối lại thì cái đó mình không biết, đúng không ạ? Nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì làm cha làm mẹ mình cũng phải nói làm sao để cho nó đúng đạo lý, là trước khi các con quyết định chia tay nhau thì suy nghĩ cho kỹ, vì giữa các con chọn nhau và các con đã có với nhau một mặt con rồi thì suy nghĩ cho kỹ. Nếu như thực sự đó không còn yêu nhau nữa thì chia tay, nhưng mà hãy nghĩ cho kỹ. Đó là vấn đề mà mình khuyên, để sau này cái bên thông gia đó người ta nghe đó, người ta cũng thấy là mình có tâm chị ạ. Còn cái việc mà tôi đang hơi đặt một dấu hỏi, đó là cái việc mà ly hôn đó, đơn phương thì rõ ràng rằng là tòa án người ta mời. Nếu như cháu dâu á, mà nó ký tên một mình á, thì tòa án ta mời thì mình cũng phải đi ra. Đó là cái thủ tục mà đó. Còn nếu như mà cả hai vợ chồng mà đồng thuận á, thì mình cũng phải có mặt để người ta giải quyết. Tóm lại là anh kết hôn thì anh đi đăng ký kết hôn có hai người, thì bây giờ anh ly hôn người ta cũng phải có hai người. Chị cứ nghĩ đơn giản như vậy đó, đúng không ạ? Thế khỏi phải thắc mắc. Còn chuyện đó là chuyện của các cháu mà, đúng không? Vậy thì liệu có khi nào là bên nhà gái đó người ta cũng chưa có muốn thực sự là chia tay thật, mà chỉ là một cái đánh động để cho con trai mình suy nghĩ lại. Vì cái ý thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với chị là như thế. Còn cái thủ tục đó, đăng ký phải hai người, ly hôn cũng phải có hai người. Đó là cái mà thủ tục người ta đòi ha, chị ha. Cái thứ hai là cho dẫu các cháu nó có ở với nhau hay nó chia tay thì cháu vẫn là cháu của chị. Cho nên bây giờ mình còn khỏe mạnh đó, nếu như mà được thì chị có cái cách nào đó chị chăm lo cho cháu được phần nào thì quý phần đó, đúng không? Chứ một năm nay là các cháu nó không qua lại thì đó là chuyện của các cháu. Còn cháu của mình, máu thịt của mình, cái vấn đề đây mình cư xử thế nào, như tôi vừa nói với chị đấy. Nếu như mình chăm sóc con cháu mình thì mình sẽ được con cháu. Còn nếu như mình không có một cái liên lạc nào hết, không liên hệ gì hết, con nó cảm nghĩ thì đó là chuyện của con. Dâu nó cảm nghĩ nó đối xử không tốt, đó là chuyện của các cháu. Còn mình đó, mình đối như thế nào để... Thực ra cái tuổi của mình đâu còn trẻ nữa chị, đúng không ạ? Mình sống làm sao cho cái bố mẹ của cái cô con dâu đó không coi thường mình, mà người ta thấy quý trọng mình. Còn cái duyên phận của các cháu là chuyện các cháu, đúng không ạ? Hai chuyện khác nhau. Chị đồng ý với tôi cái này không nào? Đó. Còn cái việc mà bên nhà gái người ta nói là người ta chia tay là bởi vì không có nuôi nấng, không có trách nhiệm, thì chị thấy cái này có đúng không? Dạ đúng, nhưng mà nó mới lãnh lương nè, ngày qua tôi mới nói thôi vậy con nó điện xuống dưới tòa án nó gọi vậy thôi, con có tiền đó con về dưới thăm cho con đi, rồi coi nó tòa án nó thiêu vậy, nó nói vậy thôi con xuống coi sao, thì tụi bay không sống nhau nữa thì xuống như vậy biết cho xong. Rồi nó có nói vậy nè, giờ con không có xuống ở dưới, giờ sợ xuống dưới rồi anh em nhà nó lung dữ lắm, sợ nó bị đánh, nó nói vậy đó. Tại vì cái năm nay nó không xuống á. Thế thì rõ ràng ở đây thì mình thấy rõ ràng mình có bên con trai mình không? Nói gì nói, nếu mà mình sống đàng hoàng, mình đường chính thì ai dám đụng tới mình, đúng không ạ? Tại vì cái năm nay nó không xuống nữa. Đó, chị thấy không nào? Chị có thấy cái điều đó là mình tư tưởng nó thiếu sót không? Đi nữa là con cũng xuống đi, con có tiền nó xuống khanh đó. Lại với bên tòa án nó nói vậy, con coi coi sao, rồi nếu không sống nữa thì ra tòa đâu cho. Bây giờ tôi ngắt lời chị ha. Cái việc mà cháu nó không xuống hơn một năm nay, có thể có lý do này, lý do khác, nhưng con thì có trách nhiệm. Mình không xuống nhưng mình vẫn có thể gửi tiền về chăm lo cho, cùng góp phần để mà chăm lo cho cháu, đúng không ạ? Thiếu gì cách, nhưng mà điền biệt không tới. Rồi bây giờ mình làm sai rồi mình đâu dám xuống, đúng không nào? Dạ, bởi vậy là giờ nói nó trước hết nó xuống. Chị hỏi tôi thì để từ từ tôi phân tích cho chị nghe. Như vậy rõ ràng là con mình có cái phần thờ ơ trong cái trách nhiệm làm cha, đúng không ạ? Và bây giờ thì không dám xuống đó. Thế nếu mà mình đàng hoàng, mình đi xuống tử tế, mình bận mình không về thăm được, tình cảm nó phai nhạt thì mình vẫn phải làm nghĩa vụ của ông bố chứ. thì mọi chuyện nó đâu có vấn đề gì. Cho nên bây giờ đó, theo tôi để hóa giải cái chuyện này đó, chị nên đi cùng với cháu trai, đúng không nào? Một là thăm cháu nội, hai là giúp cho các cháu. Dẫu sao chăng nữa thì có một mặt con, thì bây giờ các con có thực sự muốn chia tay không, hay là muốn hàn gắn. Đó thì mới là vai trò của chị đó. Đấy thì chị đi xuống thì thông gia ai ta dám làm gì chị nào, đúng không nào? Thứ hai nữa là chị đi cùng với cháu trai, như vậy là một việc mà được hai điều lợi. Một là gia đình bên đó người ta cũng thấy mình biết điều. Thứ hai nữa là cháu nó không biết nhưng mẹ cháu biết. Có nghĩa là con trai chị làm sai nhưng chị thì làm đúng, để cho người ta còn nể trọng mình chứ. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc ở đây đó, đưa lý ra thì xử nó là cái sau cùng. Nhưng cái tình đã, còn các cháu nó có ở hay không ở, nó chia tay như thế nào là chuyện của hai cháu. Chị có đồng ý với tôi không nào? Cho nên chị làm một cái bài toán rất đơn giản. Đó là chị đã giúp cháu trai rồi đó. Thôi bây giờ má đi cùng với con xuống dưới đó, đó là trước hết là thăm con, đúng không ạ? Rồi sau đó là gì? Cái quan trọng nhất đó là làm sao đó để mà có một cái tiếng nói chính thống rõ ràng. Kể cả khi các con không còn là vợ chồng nữa về mặt pháp luật á, thì vẫn phải chu cấp nuôi cháu. Đó mới là đúng cái pháp lý và đúng đạo lý. Chị có đồng ý với tôi như vậy không? Chứ không phải là tự nhiên cái là em như vậy. Còn cái chuyện mà cần rút kinh nghiệm thì nó đã quá nhiều, quá đủ rồi. Tức là vì xa, vì gần, vì đủ thứ, cuối cùng ra rồi bây giờ thì cái tình cảm và cái lối sống của cháu trai thì chị cảm thấy đau đầu. Trong đó lỗi của cháu có, nhưng mà lỗi của mình cũng đâu có nhỏ, đúng không ạ? Thôi thì bây giờ đó là chuyện đã xảy ra rồi, cái rút kinh nghiệm mới là quan trọng đó. Thì bây giờ chị, nếu chị tin cậy tôi thì tôi đề nghị chị như thế. Tức là mình cư xử thế nào để cho thông gia người ta không có xem thường mình. Con mình nó có thể không biết, nhưng mình thì biết. Mà nếu mình biết thì mình cư xử cho đúng mực. Thế thì các cháu nó có ở hay nó không ở thì người ta cũng trọng mình thôi. Chuyện các cháu chứ đâu phải chuyện của mình, đúng không ạ? Và lần sau nếu như cháu nó tìm hiểu ai, cháu nó có muốn đi bước nữa, thì tôi đề nghị với chị thế này. Mình là cha mẹ, mình đứng ở vị trí tác hợp thôi chị ạ. Còn mình mà can thiệp vào đó thì có khi mình, cái thương là lòng mình thì nó vô bờ, nhưng mà có khi như là cơm không lành canh không ngọt. Nhưng bây giờ thì có khi nào chị có một chút áy náy là mình cũng có một chút liên quan không? Dạ có chị, mình cũng bức xúc cho đâm lòng mà nói con á. Hiện giờ là con trai mà giờ á, cứ ra gặp bạn gái rồi cái nó đi chơi, bạn có tiền là nó đó đi chơi hết ai trơn à. Ông mới không có nghĩ tới con ha, mà chỉ nghĩ tới bản thân và nghĩ tới những người nào mà bây giờ cậu vui vẻ thôi. Thế cho nên là chị nói là bây giờ nói như thế nào, tôi thì tôi không nghĩ là nói như thế nào, mà chị hãy làm như thế nào để cho cháu nó cảm nhận được cái hành động của chị là đúng, rồi cảm hóa cháu từ từ. Chứ bây giờ nó đã thành nếp rồi chị ạ, thành cái nếp rồi. Đôi khi tôi cảm giác rằng là trong cuộc hôn nhân lần thứ nhất cháu nó không có trọng đâu. Tức là lấy vậy, thích không thích thôi. Coi như đó là một cái chuyện gì đó, nó giống như là mua một món hàng vậy đó. Thích thì mua, mà không thích thì bỏ. Cho nên là tôi xin nói lại với chị rằng là chia sẻ với chị, bởi vì cái tuổi này đáng lẽ mình được hưởng cái an nhàn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ phải bận tâm, mình lo hoài. Nhưng mà khổ thân với nó nhiều lắm chị ơi, bởi vậy. Đó mình nhà mà nó đi làm rồi, có khi nó không về, điện thoại hoài nó cũng không về, tới chừng sáng nó về nó nằm biết đó, làm mà vẫn làm, mà đi chơi vẫn đi chơi đó, chứ không phải không làm, mà làm bao nhiêu tiền cũng không còn. Bởi vì bây giờ đó thì 18 tuổi là mình không được quyền kiểm soát rồi, muốn gì bây giờ 28 tuổi à. Cho nên chị nói ít thôi ha. Nhất là con trai không thích nói nhiều, nói ít thôi. Hãy làm đi chị ha. Chị hãy bao dung với cháu nội của mình ha, hãy bao dung với thông gia của mình, hãy bao dung với con dâu của mình. Chừng nào các cháu nó thực sự có quyết định ly hôn thì lúc đó con dâu mới hết là con dâu, còn cháu nội mãi mãi bao giờ cũng vẫn là cháu nội. Mà bây giờ cháu gái đã 4 tuổi rồi, chắc lâu rồi chị không gặp cháu, đúng không? Dạ, không gặp cái hồi mới sanh mới có 3 tháng mấy là nằm về đây cái nào. Dạ. Nói bây giờ đó là hãy làm đi nha, chị hãy làm đi, bởi vì mình đã có một đứa cháu, còn sau này cuộc đời của cháu trai đó, nếu như cái cách cư xử của chị, cái sự chuẩn mực của chị đó, ít nhất là tháo gỡ cho bên phía nhà gái, người ta không xem thường mình, đúng không? Thứ hai nữa là chị vẫn có trốn đi về để mà thăm cháu, và khi mà người ta thấy được chị thương yêu cháu nội như vậy thì dần dần rồi con dâu nó cũng đưa cháu về để mà thăm bà. Nên mình phải làm gương trước chị ạ, để mình tạo cái tình cảm trước. Và cái đứa trẻ nào cũng vậy, mình yêu cháu thì cháu nó sẽ biết, nó sẽ đáp lại mình thôi. Còn đối với cháu trai thì chị hãy cảm hóa bằng, tôi nói lại là bằng cách làm của chị nhé. Chị hãy rủ cháu xuống đi. Việc thứ nhất là để cho thông gia người ta thấy là mình biết điều, con mình nó có làm sai làm gì đó là chuyện của con mình, còn mình á, mình làm đúng là đó, mình không bỏ cháu, phải không ạ? Mình không bỏ con. Rồi nhân cái cơ hội này hỏi minh bạch giữa hai bên là các cháu nó còn muốn ở với nhau hay là nó thôi hẳn, mà thôi hẳn thì phải giải quyết cho đúng pháp luật. Thế thì tiện là như vậy là một công đôi ba việc, đúng không ạ? Thế thì chị cứ suy nghĩ. Rồi tôi cũng nói với chị điều này, mỗi gia đình nó có một hoàn cảnh chị ạ. Bây giờ thì anh mất rồi, anh yên phần anh, nhưng mà nếu như á mà mình sống mà mình không có cái sắp xếp cho cuộc đời của mình á thì coi chừng là mình cực lắm đó. Nghĩ vậy không? Chị có nghĩ là nếu mà mình mà không khéo tách bạch ra từng việc một thì mình cứ bị những cái đó nó ràng buộc mình, mà mình lúc nào cũng sống nó bất an đó chị. Chị có thấy vậy không? Đúng rồi chị Mai, bởi lúc nào cũng bất an trong ruột, nó cứ bất rất khó chịu, và mình nói con không có được, không biết. Cho nên tôi mới nói với chị á là giải quyết từng việc một ha chị ha, xem coi là việc hôn nhân nó như thế nào. Còn sau này đó chị chỉ cần nói nhẹ với cháu thôi, là nếu như con chọn ai thì con cân nhắc cho cẩn thận, đừng có để cái tình trạng lại có con lại có thai rồi bắt đầu mới tính toán, rồi lại lỡ rồi thế này thế khác thì lại khổ. Cho nên bây giờ đó là chị chỉ cần nhẹ nhàng nói với cháu như thế. Và tôi nói lại là cách giáo dục bây giờ thì nói là nó cứng cáp rồi, thành một người đàn ông rồi, cho nên mình nói là giống như mình dạy một đứa trẻ thì khó. Cho nên tốt nhất là mình nói đối thoại với con mình như là một người lớn, một người trưởng thành. Và như vậy thì chính cái thái độ làm gương của mình, sự bao dung, ăn ở có trước có sau, mình làm gương bằng cái hành động của mình thôi chị ạ. Thế thì còn nếu như cháu nó vẫn cư xử không đúng thì người ta trách cháu, nhưng người ta cũng hiểu là chị cũng đã làm hết cái trách nhiệm của người làm mẹ làm bà thôi, được không chị? Thành ra chị yên tâm đi. Cuộc đời mà nếu mà nó cứ xuôi thuận, nó suôn sẻ thì ai cũng như ai hết trơn á, nhưng mà nó không phải vậy đâu. Cho nên ráng, tôi chỉ nói với chị một cái câu chân tình của những người lớn tuổi với nhau, đó là gì ạ? Là hãy biết yêu quý, chăm sóc bản thân mình. Có như vậy đó thì mình mới có thể lo được cho con, cho cháu được dài dài ha chị ha. Lo chăm sóc sức khỏe của mình nghe không? Bên kia vừa xong bên có thôn rồi, giờ ở bên đó cái con đó nó cứ điện vậy nó không ra, mà giờ nó cặp cái con này nữa. Cái con này là người dân tộc. Thôi bây giờ thì tôi nói với chị thế này là thời gian hết rồi, tôi không còn thời gian để nói tiếp tục nữa chị ạ. Vậy thì những điều mà tôi chia sẻ với chị đó thì từng việc một, chị hãy giải quyết từng việc một đi. Tôi đồng ý với chị như vậy. Còn cái việc hiện tại của cháu trai thì mình cũng bớt can thiệp vào, để cháu chịu trách nhiệm về hành vi của cháu. Rồi nếu có gì đó tuần sau chị nối lại máy, tôi lại tiếp tục gặp chị nhé. Chào chị. Vâng, thời gian của chương trình nó không còn nữa rồi, và cái câu chuyện của cô thì nó lại quá nhiều cái vấn đề ngay từ đầu, thì mình hơi mất thời gian một chút xíu trong cái việc mà cô không đi vào cái trọng tâm của cái vấn đề, đúng không ạ? Hơi tiếc. Thôi thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở một cái chương trình khác. Một lần nữa cho Phương Huyền gửi lời cảm ơn tới quý vị thính giả đã quan tâm mà lắng nghe và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần lúc 22 giờ trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.